Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay nhân tiện mình tưới phân để dưỡng cho cái cây dendro này sau khi cắt ngòng hoa đó mọi người. Đây này, mình đã cái trắng trắng này là thuốc mình xịt phòng bệnh nha mọi người. Đây các bạn, mình đã cắt ngòng hoa từ hôm qua rồi và hôm nay mình sẽ tưới dưỡng hoa cho dưỡng cây cho nó để mình tiếp tục kích hoa chơi nhé. Mỗi cây thì nó ra tới 2 vòi hoa lận và bây giờ mình sẽ phục hồi cho nó, mình tưới phân phục hồi cho nó và sau đó mình sẽ lại kích hoa, vì là cái cây dendro nắng này thì là nó ra hoa tất cả các mắt hoa này này các bạn, cho nên là mình có thể tiếp tục kích hoa và chơi hoa tiếp. Còn bây giờ mình sẽ tưới dưỡng vài lần để cho nó phục hồi cây, nó lấy lại sức, nó ra thêm rễ và nó lên chồi con. Vì cây dendro này là chồi nhiều á thì hoa mới nhiều mà mọi người. Hoa nó cành có cây chậu lớn thì có cả chậu lớn thì nó có thể ra từ nói chung là mỗi cây thì nó có thể ra được 3 vòi hoa. Thì ví dụ mình trồng vào đây á, mình kết hợp 3 chậu nhỏ lại một này các bạn này, thì nói hôm trước là nó ra được 6 vòi hoa, đợt này mình sẽ ráng kích làm sao để cho nó ra đến 7 đến 8 vòi hoa. Thì như thế mình đem vô bàn uống nước ngoài sân á, mình trưng một vài hôm thì rất là đẹp. Cái này là dendro lưỡi bò tím nha mọi người, cây thì rất là khỏe và lá rất là dày luôn các bạn. Mình mua cái này thì cũng rất là rẻ thôi, cho nên là giá thành bình dân mà mọi người. Hôm nay mình sẽ tưới phân kích để dưỡng và kích mầm con cho nó luôn. Thứ nhất là dưỡng để cho nó phục hồi những cái, nói chung là nãy thủ dạng giống y như sau khi một người phụ nữ có bầu và sinh em bé thì chúng ta lại phải cần bổ sung dinh dưỡng vậy đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tưới nè. Hôm nay mình sẽ tưới là 30-10-10 nha các bạn. Cái này là mình mua cái bình lớn lắm, xong mình đổ vào ở cái bình lớn mình mua người ta chiết vào đây nè các bạn này. 30-10-10 nhãn hiệu đó là của Gromo, nhưng các bạn mua 30-10-10 nhãn hiệu nào cũng được nhé. Miễn là hàm thành phần là 30-10-10. Mình pha 1,5 g 1 lít nước. Vì cây dendro lưỡi bò tím này thì lá nó cũng rất là dày. Những cây lá dày thì lượng phân nó sẽ ăn nhiều hơn, cho nên mình sẽ pha 1,5 g 1 lít nước. Và tiếp theo là mình sẽ pha Atonic 4 giọt 1 lít nước các bạn. Atonic thì mình cho vào cái hùng nguyện đã xài hết này này để mình đếm giọt cho nó chính xác các mọi người. Atonic thì mình pha 4 giọt, mình kết hợp với lại 1,5 g 30-10-10. Và mình xịt cách nhau 5 ngày nha các bạn. Mỗi lần cách nhau 5 ngày mình chỉ xịt 2 lần thôi nha các bạn. Hôm nay là lần đầu tiên mình xịt. Mình sẽ xịt như thế và hôm sau mình sẽ xịt kích hoa. Mình sẽ tưới phân kích hoa nha, để cho cái chậu dendro này nó ra hoa nhiều và mình chơi hoa luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ luôn tại sao mình lại tưới 30-10-10 và Atonic. Vì là mình tưới 30-10-10 và Atonic. Thứ nhất là Atonic là vừa kích thích mấy cái mầm non này này các bạn này, để nó mở trạng thái ngủ ra để nó lên cho nhanh dưỡng mầm non, và thứ hai là nó vừa kích rễ luôn các bạn ạ. Đó, vì là bây giờ những cái mắt ngủ này này mình tưới Atonic thì nó sẽ đánh thức trạng thái ngủ đó, nó sẽ lên cây con nhé các bạn nhé. Và 30-10-10 thì nó đạm nhiều á, nó sẽ bổ sung thêm lượng đạm. Và cây con mầm con thì nó lên thì nó sẽ ấy nhanh hơn, và Atonic thì nó cũng kích rễ nữa đó, cho nên là mình thường chơi dendro thì mình thường vậy thôi. Xong rồi mình tưới 2 lần thì mình sẽ bắt đầu kích hoa cho nó. Ví dụ như lần này mình đã tưới Atonic rồi thì lần sau mình sẽ pha 30-10-10 với lại 10 giọt B1 1 lít nước nha các bạn. Lần sau mình sẽ pha, mình sẽ tưới 2 lần và lần thứ 3 thì mình sẽ bắt đầu là kích hoa cho nó. Lần nói chung 10 ngày sau mình mới tưới kích hoa đó. Đó, mình sẽ tưới kích hoa để cho những cái mắt này này nó sẽ tiếp tục ra hoa nhé các bạn nhé. Rồi để không làm mất thời gian của mọi người á, thì mình đã pha sẵn phân rồi. Và các bạn tưới, trước khi tưới phân thì các bạn nên tưới xả sơ qua nước giống mình nhé.
Thì mùa này ấy là mùa mùa mưa, mà năm nay thời tiết không biết làm sao á, thì lan cũng bị bệnh rất là nhiều, nên mình khuyên các bạn là nên phòng phòng bệnh cho lan nhé. Thì các bạn có thể tưới phòng bệnh bằng, nói chung là nếu mà các bạn tưới mà nano bạc á, thì mùa này ấy lắm, cho nên các bạn một tuần các bạn tưới một lần nha, thì nó nano bạc thì nó an toàn hơn. Hoặc nếu mà chữa bệnh thì các bạn nên Ridomingol nè, Kim Kiên Bun nè, đó những loại thuốc mà phòng bệnh cho lan. Nhưng mà Ridomingol nó thì xịt cho lá nó mùa này lá nó đen rồi, nó bị hư nhiều á mọi người, nó bị bệnh nhiều lắm. Sáng nay mình bị thối một chậu hồ điệp luôn đó các bạn. Hôm qua trời nó âm u, nó mưa mưa giọt giọt, xong rồi mình không xả lại được, đó là sáng nay bị thối một chậu hồ điệp luôn. Nói chung là mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mà những cái trường hợp xấu có thể xảy ra với cây lan thì mình cũng chia sẻ cho các bạn, chứ không phải mình không có giấu một cái gì hết nha các bạn. Rồi, để không làm mất thời gian của các bạn thì mình đã pha phấn sẵn rồi, bây giờ mình tưới nhé. Tưới đẫm bộ gốc luôn mọi người. Để cho nó kích rễ luôn. Và tưới, mình tưới lên lá nhé. Cái này là có kim kim bun, hôm bữa mình cũng có xịt phòng bệnh cho nó này. Xịt phòng bệnh thì đỡ thiệt hại hơn các bạn ạ, à. Còn không phòng bệnh thì mình rất sợ thiệt hại. Trăm cây thì ấy cũng rất là tiếc luôn á. Rồi bây giờ mình đã xịt xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ chăm sóc. Bây giờ mình tưới, bây giờ là 7 giờ sáng nha các bạn. Mình sẽ xả lại trước 10 giờ. Tưới phân bón lá, phân đạm, nói chung NPK thì chúng ta nên xả lại nhé. Xả lại để khi nắng lên thì đỡ bị cây sẽ phát triển tốt nhất, đỡ bị cháy lá. Và xả lại trước 10 giờ thì lúc nắng lên đó các bạn, nước nó còn không có, nó đã thoát hết rồi, nó không còn đọng lại trên cái kẽ lá này nữa thì nó không bị. Các bạn tưới nước bây giờ thì các bạn đừng 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 có tưới muộn quá nha các bạn. Đừng có tưới cỡ 11 giờ nha, mình sợ là nếu mà tưới 11 giờ mà nắng lên nhiệt độ cao á, nước nó chưa thoát hết á, là nước ở trong đây nó sẽ nóng lên. Nó sẽ nóng lên thì nó giống như nấu nước vậy đó, thì lá của chúng ta sẽ bị úng và sẽ bị thối nhá. Nó sẽ bị thuộc dạng chín á. Nó sẽ chắc mình sẽ làm video chia sẻ tưới lan trong mùa khô này sau đi. À trong mùa nóng, mình xin lỗi, mình hay nói lộn. Rồi nếu mà bạn nào mà có thắc mắc gì á thì hãy comment phía dưới nha. Mình sẽ trả lời cho các bạn. Còn nếu mà mình chưa trả lời á thì các bạn gửi mail mà mình chưa kịp trả lời thì là mail đang trên đường mốc. Mình xin lỗi nha, mình nói giỡn đó mà. Các bạn cứ comment phía dưới rồi khi nào rảnh mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Chia sẻ đam mê mà. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Nếu mọi người thấy video hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người thành công với những đam mê. Bye bye.